Có một lát nữa có phao dài nha chị Phương Thủy ơi. Rồi em xin chào những chị đầu tiên đang xem live stream trực tiếp của bên em này. Các tình yêu ơi, vào live stream này và chia sẻ live stream này trong những phút giây đầu tiên của live stream nha. Trong những phút giây đầu tiên của live stream đầu tiên, em sẽ xả cho các tình yêu mức giá bằng 70% giá đang bán tại cửa hàng. Chỉ cần chia sẻ live stream này đủ 5 lần ở chế độ công khai này, 2 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các hội nhóm trong những phút giây đầu tiên của live stream. 10 phút live stream đầu tiên, các chị sẽ được mua sản phẩm áo phao của bên em với mức giá giảm 70% nha. Giảm 70% so với giá hiện tại đang bán tại cửa hàng. 96 chị yêu đang xem live stream trực tiếp của em. Các chị yêu ơi, mình chị yêu nào muốn mua siêu phẩm này với mức giá là ưu đãi giảm 70% trong 10 phút live stream đầu tiên, nhanh tay vào live stream này và chia sẻ đủ cho em nha. Chia sẻ đủ 5 lần ở chế độ công khai trong những phút giây đầu tiên. Trong 10 phút live stream đầu tiên, các chị sẽ được mua hàng giảm giá 70%. Mã áo phao Hàn Quốc này nha. Mã áo phao Hàn Quốc này đang có giá bán tại cửa hàng là bao nhiêu ạ? Đang có giá bán tại cửa hàng mẫu áo phao Hàn Quốc này của em là 639.000. Phao chất liệu là phao nì nha các chị ơi. Phao chất liệu là phao nì, quá là đẹp luôn. Chất quá là dày dặn này. Đây là mặt trước mặt sau nha, quá là đẹp luôn này. Đang có giá bán tại cửa hàng cho siêu phẩm áo phao Hàn Quốc này là 639.000. Những phút đầu tiên của live stream này, trong 10 phút live stream đầu tiên, em sẽ xả cho các chị với mức giá chỉ còn 239.000 một chiếc nha. 639.000 trong 10 phút live stream đầu tiên, áp dụng cho những chị yêu nào chia sẻ nhiều nhất. Đây là phao hàng Hàn Quốc hàng cao cấp nha. Phao Hàn Quốc hàng cao cấp trong những phút live stream đầu tiên em xả cho các chị yêu của em chỉ còn bao nhiêu? 239.000 một chiếc, đủ size S, M, L, XL, 40-62 cân, các tình yêu có size mặc vừa nha. 40-62 cân, các tình yêu có size mặc vừa và có 3 tông màu cho các chị lựa chọn này. Màu hồng Hàn Quốc thì quá đẹp, quá sang và quá hot rồi đúng ạ. Ngoài ra em có cái màu xám là cái màu mà hot hit nhất của năm nay và có thêm màu xanh rêu nha. 10 phút đầu tiên của live stream này giảm cho các chị từ 639.000 xuống còn 239.000 một chiếc nha. Phao cao cấp nha, phao cao cấp này 639.000 giảm còn 239.000 thì ok rồi. Nhưng em chỉ áp dụng trong 10 phút live stream đầu tiên. Và lưu ý là phao này của em có size cho người từ 40 đến 65 cân nha. Từ 40 đến 65 cân các chị yêu có size mặc vừa, thiết kế của mẫu phao này là có mũ này. Và với cái mũ này thì các chị có thể tháo rời cái phần mũ nha. Mình có thể tháo rời mũ cho em nha. Có 3 màu nha các chị ơi, có 3 màu em nhắc lại này. Giá của em là bao nhiêu? 639.000, 10 phút live stream đầu tiên giảm 70% cho những chị yêu nào chia sẻ live stream này nhiều nhất. Với mức giá là 239.000 và lưu ý là số lượng 239.000 thì số lượng mình có hạn thôi nha các chị ơi. Số lượng 239.000 là số lượng có hạn thôi nha. Rồi ok, lên đơn cho chị Nguyên Hà một chiếc màu hồng 239.000 này. 239 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 239 màu hồng, 239 màu xám và 239 màu xanh rêu. 40 đến 65 cân các chị yêu của em có size mặc vừa nha. Rồi chị ơi, phải có số điện thoại này các tình yêu lưu ý này. Hàng xả là đang áp dụng trong 10 phút live stream đầu tiên, áp dụng cho những chị yêu nào chia sẻ live stream là nhiều nhất cho em nha. Cho nên là sao mình ưng rồi thì mình phải comment nhanh, bởi vì số lượng là 239.000 mình có rất là ít thôi. Mình comment đúng cú pháp cho em này. 239 kèm màu kèm số điện thoại, mình có 3 tông màu nha, mình có 3 tông màu cho các chị lựa chọn nha. 239.000 màu hồng, 239.000 màu xanh xám và 239.000 màu xanh rêu. Ok chị Lâm, ok chị Linh Lâm này, em chỉ chốt cho những chị để lại số điện thoại nha. Ok chị Lê Tâm, 239.000 màu hồng này đó, màu xám quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn, các chị nhìn đằng sau cho em này. Đó, phao này là phao Hàn Quốc này, các chị nhìn đằng sau thiết kế độc đẹp lạ chưa? 239.000 cho những phút giây đầu tiên của livestream em đang phát đây nha. 239.000 cho những phút giây đầu tiên thôi, chị Triệu Sự bổ sung số điện thoại cho em này. Lên đơn cho chị Nguyễn Thanh Hiền, ok chị này. Chị Thanh Hương Vũ, ok chị này. Chị Ninh Nam, ok chị này. Chị Nguyễn Chi, ok chị này. 239.000 mình áp dụng cho những giây phút livestream đầu tiên, nên mình comment nhanh cho em nha. Rồi mặc lại cái màu màu xanh rêu cho các chị, à mặc lại cái màu xám đi. Ok, nên đơn là chị Nguyễn Tố Anh này, nên đơn là chị Linh Lâm, nên đơn là chị Hiền Vũ này. 239.000 áp dụng cho những phút giây đầu tiên cho những chị yêu nào của em chia sẻ livestream này nhiều nhất thôi nha. Rồi ok, nên đơn là chị Lê Nhung, 239.000 màu xám này. Phao này là phao Hàn Quốc nha các chị ơi, quá đẹp, quá sang và quá xinh, màu xanh rêu thì quá là đẹp luôn này. Phao này là phao béo, phao Hàn Quốc nha các chị, nhìn phía sau cho em nha. Quá đẹp, quá độc và quá xinh nha các chị luôn. 239.000 cho những phút giây đầu tiên của livestream em đang phát nha. Rồi ok, nên đơn là chị Lâm Linh, nên đơn là chị Hiền Vũ này, nên
lên đơn cho chị Hằng Giang này, lên đơn cho chị Phương Thúy Nguyễn, lên đơn cho chị Nguyễn Thảo Phương màu hồng, lên đơn cho chị Minh Ruby Bùi, lên đơn cho chị Triệu Sự, lên đơn cho chị Nhung Đỗ này. 239 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho siêu phẩm phao Hàn Quốc này của bên em. Có 3 tông màu quá đẹp, quá sang và quá hot hit nhất của năm nay rồi đúng không ạ? Màu hồng Hàn Quốc, màu xám thì quá là hot rồi, và màu xanh rêu thì mặc không kén dáng kén da này. 65 cân mặc cho em size 2XL nhá. 40 đến 65 cân mình có size cho các chị mặc vừa được chưa? 40 đến 65 cân màu xám quá là xinh luôn. Màu xám thì năm nay là quá là hot luôn, mẫu nào màu xám là hot trend của năm nay nhá. Màu xám là màu hot trend của năm nay rồi đúng không ạ? Chị Phương Thúy Nguyễn ok, chị lên đơn chị 239.000 màu xám nhá. 239 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng. Cầm cái áo cho nó cẩn thận vào không nhìn thấy ạ. Cầm cái áo phải nhìn vào trong màn hình thế này. Nhìn cái áo như thế mà được nhá. Người ta cầm cái áo nó đẹp như này cơ mà. Rồi ok chị Doãn Hàng ơi, 639.000 em xả cho các chị còn 239.000 một chiếc. Và lưu ý cho em này, giá 239.000 nhà mình áp dụng cho các chị yêu trong những giây phút livestream đầu tiên nha. Cho những chị yêu nào mình chia sẻ livestream này nhiều nhất cho em, và số lượng của mức giá 239.000 mình là có hạn thôi nha. Rồi ok chị Hoa Phạm Thị, một cái màu hồng ok chị nha. Từ 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa. Phao này là phao cao cấp rồi, các chị nhìn đằng sau cho em quá là đẹp này. Thiết kế đằng sau cách điệu quá đẹp, quá sang và quá xinh luôn này. 40 cân đến 65 cân nhà mình có size cho các chị mặc vừa nha. 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa này. Chia sẻ đủ cho em 5 lần ở chế độ công khai được mua mức giá ở những giây phút đầu tiên là 239.000 nha. Rồi ok chị Bảo Trâm, một cái màu xanh xám ok chị. 42 cân tình yêu mặc size S cho em, quá là đẹp, quá là xinh này. 239 kèm màu kèm số điện thoại và chỉ áp dụng trong những giây phút là đầu của livestream đấy nha. 239.000 màu xanh rêu, 239.000 màu hồng Hàn Quốc quá đẹp quá xinh này, 239.000 màu xám 40 đến 65 cân tình yêu mình có size mặc vừa được chưa ạ? Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment và kèm 5 lần chia sẻ được cú pháp nhà mình đặt hàng cho mẫu này nhá. Rồi ok chị Tâm Nguyễn, 239.000 màu xám lên đơn được chị này. Chị Trần Hồng Nhung ơi, bổ sung ngay số điện thoại cho em, không có màu cam nha. Mẫu phao Hàn Quốc này chỉ có 3 tông màu thôi. 3 tông màu quá đẹp quá sang rồi. Mẫu đang mặc là màu xám, mẫu cầm trên tay là màu hồng và em cầm đây là màu rêu. 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa. Ok chị Việt Dũng Quảng lên đơn chị một chiếc màu xám 60 cân mặc size XL cho em này. Chị Đinh Thị Vân Anh ơi, một chiếc màu xanh rêu ok chị nha. Các chị ơi, thiết kế vô cùng đặc biệt luôn này. Mình mặc được nhiều phong cách khác nhau nha. Đó, chị yêu nào nhà mình mà không muốn dùng mũ ấy, không muốn dùng mũ thì với cái thiết kế này mình có thể tháo rời mũ cho em này. 239.000 em chỉ áp dụng trong những phút đầu tiên của livestream thôi. Rồi chị Nguyễn Thảo Nguyên ơi, mình bổ sung ngay số điện thoại cho em này. Chị yêu nào nhà mình không thích dùng mũ thì mình có thể tháo mũ rời ra cho em nha, quá tiện luôn. Đó, quá tiện luôn này, chị yêu nào không thích dùng mũ, mình có thể tháo rời mũ ra cho em. 239 kèm màu kèm số điện thoại 61 cân mặc XL quá là đẹp nha chị ơi. Rồi ok chị Nguyễn Thảo Nguyên, không có số điện thoại mình không lên đơn được này. Lâm Ninh 61 cân mình mặc size XL cho em, biển B màu hồng 2XL ok chị này. 1m7 mặc ok, mẫu em cao 1m68 đây rồi chị ơi. Chị Trần Hồng Nhung ok chị nha. 239 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho siêu phẩm này của em với mức giá 239.000. Nhà mình lưu ý cho em này, mặc cái màu này vào. Lưu ý cho em này, giá 239.000 em chỉ áp dụng trong những giây phút đầu tiên của livestream. Đây là mặt sau cái áo nha, mặc lên quá đẹp và quá sang quá xinh đời này, thiết kế quá là độc đáo nha. Phao Hàn Quốc, phao này là phao béo, phao siêu nhẹ nha, các chị mặc lên bao đẹp cho các chị luôn này. Rồi ok chị Nguyễn Linh, một cái màu hồng size 2XL nha. 239 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho siêu phẩm áo phao này Hàn Quốc của em này. Mình có mũ nha các chị ơi, và với thiết kế có mũ này là bao gồm khóa để mình có thể tháo rời cho em được chưa ạ? Mình không thích dùng mũ, mình có thể tháo rời cho em, quá đẹp luôn. Đó, nhìn mặt sau cho em này, quá độc đáo cho cái mẫu thiết kế này của bên em nha. Quá độc đáo cho cái mẫu thiết kế này mà chỉ có 239.000. Mình áp dụng trong những giây phút đầu tiên của livestream nha các chị ơi. Rồi ok, lên đơn chị Nguyễn Linh rồi này, lên đơn chị Hồng Mai rồi này, ok chị này. Lên đơn chị ớt nhỏ này rồi, ok này, mình nhớ chia sẻ cho em nha. Đinh Thị Vân Anh ok chị này, không cần phải để số điện thoại đây, ngày mai bên em gọi điện chốt đơn nha. Ok chị Trần Vinh ơi, mình mặc cho em size 2XL quá là đẹp này. Nhà mình không cần phải hỏi là 40 cân hay 50 cân hay 60 cân mình mặc size gì đúng không ạ? Mà những chị yêu nào ở trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65 cân mình có size mặc vừa nha. Chỉ cần để lại màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment là mình lên đơn thành công. Ngày mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt đơn và tư vấn màu, tư vấn size cho các chị yêu này. 239 kèm màu kèm số điện thoại quá rẻ cho một mẫu phao siêu
Mẫu phao siêu nhẹ Hàn Quốc như này đúng không ạ? Chất liệu phao, chất liệu vải nì nhá. Mặc lên thì quá sang rồi. Phao nì thì mặc lên là quá là sang, mình không cần phải bàn cãi này. Rồi em giới thiệu một chút về sản phẩm này nhá. Hai bên sườn này, hai bên sườn có thiết kế cách điệu cho các chị những đường khóa mặc lên cực kỳ trẻ trung này. Đó, hai bên sườn của chiếc áo, các chị nhìn cái gấu áo này, thiết kế cho các chị những cái đường khóa nha, mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Rồi phía sau của chiếc áo đây, đó các chị nhìn cho em này, phía sau của chiếc áo này nhấn này, quá đẹp, quá xinh luôn nha. 239.000 nhận 5 số điện thoại với mức giá 239.000 nữa thôi nha. Ok, chị nó thu lên đơn chị một chiếc màu Hàn Quốc 46 cân, mình mặc cho em size M quá là đẹp rồi đúng không ạ? 239 kèm màu kèm số điện thoại nha các chị ơi đó. Mẫu đang mặc lên là màu xanh rêu nha. Mẫu đang mặc lên là màu xanh rêu, che hết cái màu xanh đi rồi người ta nhìn thấy cái gì đâu. Mẫu đang mặc lên là màu xanh rêu nha. Chị nào yêu thích màu xanh thì chốt em màu xanh rêu đây. Có thêm màu xám và có thêm màu hồng. 239 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng và áp dụng trong những phút đầu tiên của livestream nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi chị ok chị Trần Hồng Nhung đổi sang màu xanh ok chị này. Lưu ý là bên em chỉ chốt trong vòng những phút đầu tiên mới có mức giá 239.000 giá ưu đãi cho các chị nha. Rồi ok chị Đinh Thị Vân Anh rồi nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Bầu mặc chị bầu to hay bầu nhỏ trong khoảng cân nặng từ 40 cân đến 65 cân là có size số mặc vừa nha. Hàng đủ size đủ số cho chị em từ 40 đến 65 cân. 3 tông màu cho các chị lựa chọn này. Màu xanh rêu này, có thêm màu xám và có thêm màu hồng Hàn Quốc nha. Rồi ok chị Trần Hồng Nhung 239.000 màu xanh 43 cân mặc vừa size S cho em này. Rồi ok chị Hằng Hoàng 239.000 một cái màu xám ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại, em chỉ chốt trong những phút đầu tiên mới có mức giá 239.000 và áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream này nha. Chỉ có 3 màu này thôi nha chị ơi, 52 cân mặc vừa size L cho em này. Hàng này là bên em xả nha, xả bán với mức giá ưu đãi nên là các chị phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này thì mới có mức giá như vậy nha. Nếu mà không chốt nhanh chốt lẹ là sẽ hết hàng đấy ạ. Rồi chị em nào lấy thì chốt nhanh chốt lẹ cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Màu xanh rêu như mới nhưng mà có thêm màu xám rất là hot cho các chị lựa chọn này. Có thêm màu hồng nha, có thêm màu hồng Hàn Quốc cho các chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại chỉ áp dụng cho những giờ phút đầu tiên này, bán với mức giá là 239.000 cho các chị thôi ạ. Quá rẻ quá đẹp nha, màu hồng Hàn Quốc có thêm màu xanh rêu và có thêm màu xám cho các chị này. Rồi ok chị Hương Nắng 56 cân chị mặc vừa size L cho em nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Bây giờ mỗi em sẽ thử lại cái màu hồng cho các chị xem nha. Rồi ok chị Nguyễn Hòa một cái màu xám này, chào chị số nhỏ luôn nha. Chất liệu đây ạ, phao này là phao lì nha. Bên trong của nó nấp nó lụa mềm mịn cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái này. Đằng sau có mu lông nha, đằng sau có mu lông các chị có thể tháo rời cho em. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ livestream này. 65 cân thì mặc vừa size 2XL cho em nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu thì đều có size số rất là đẹp luôn. Hai thiết kế đây ạ, thiết kế rất là đẹp cho các chị này. Dáng dài có nha, một chút nữa bên em mới lên mẫu dáng dài nha. Rồi ok, Lò Thị Toa một cái màu hồng size L này. Phương Phạm một cái màu xám 239.000 ok nha. Minh Hường một 239.000 màu rêu ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Hàng đây là hàng xả bên em bán mức giá ưu đãi rồi nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có giá ưu đãi ở bên em là 239.000 này. Và chia sẻ livestream này cho em đủ 5 lần trở lên thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thiết kế mũ có lông cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Các chị có thể tháo rời mũ lông này ra nha. Tháo rời cái mũ lông này ra này, mặc theo nhiều kiểu khác nhau cho em này. Rồi bây giờ mẫu em sẽ mặc lên cái tông màu hồng Hàn Quốc cho các chị ngắm ạ. Mặc lên cái màu tông màu hồng Hàn Quốc cho các chị ngắm này. Vừa rẻ vừa đẹp nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Phương Thúy Nguyễn một cái màu xám 239.000 ok chị luôn nha. Rồi chị Nguyễn Hòa, hai chiếc màu xám để lại số điện thoại cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai. Màu hồng Hàn Quốc có thêm màu xanh rêu và cuối cùng đây là màu xám cho các chị nha. 3 tông màu này, 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai cho em 3 tông màu khác nhau cho các chị lựa chọn nha. Đây mẫu em đang mặc lên là cái tông màu hồng Hàn Quốc cho các chị này. Rồi ok Minh Hường 239.000 màu rêu 55 cân mặc vừa size L cho em. Hàng này là hàng xả nên em chỉ chốt nhanh chốt lẹ tại những giây phút đầu tiên. Cho những chị em nào nhanh tay ra chia sẻ và comment nhanh nhất thì mới có đơn hàng ở bên em nha.
ba tông màu khác nhau cho các chị lựa chọn. Đây màu xanh rêu này quá là đẹp luôn này, màu có thêm màu hồng Hàn Quốc trẻ trung và cuối cùng là màu xám rất là hot cho các chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần cho em nha. Rồi ok chị Minh Hoàng 239.000 một cái màu hồng luôn này. Rồi Lê Huế 239.000 một cái màu xám, ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2-3 lần và các hội nhóm công khai cho em này. Rồi ok chị Hương Phạm 239.000 màu xám ok luôn nha. Rồi ok chị Thanh Nhàn 239.000 một cái màu hồng ok này. Nhiều Nguyễn Thị 239.000 một cái màu rêu ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai này. Rồi ok chị Lục Hà 239.000 một cái màu hồng nha. Rồi chị Nguyễn Hòa để lại số điện thoại đi ạ. Rồi ok cho chị Nhân Nhân này 239.000 một cái màu xám ok luôn này. Rồi ok chị Hoàn Hoàng 239.000 một cái màu hồng ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok chị Phương Thúy Nguyễn rồi nha. Rồi ok Đông Nhi 239.000 một cái màu xám của chị ok chị này. Rồi chị Bảo Trâm thêm một cái xám ok 45 cân mà vừa size S nha. Rồi ok cho chị Lê Linh 239.000 một cái màu rêu của chị này ok. Hương Hoài một cái màu một cái màu xám 239.000 ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi lên đơn hàng cho chị Thủy Vũ một cái màu hồng 55 cân mặc vừa size L này. Người mẫu ở bên em 1m68 và 50 cân đang mặc vừa size M bên em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Lưu ý phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá như vậy ạ. Rồi ok chị Dung Nguyễn 239.000 một cái màu hồng của chị luôn này. Rồi ok chị Tống Thế Kiệt 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Rồi ok Bích Nguyễn một cái màu hồng lên đơn cho chị này. Đỗ Thu Hường xanh rêu 65 cân mặc size 2XL lên đơn hàng thành công của chị luôn nha. Rồi ok cho chị Tống Gia Vĩ 239.000 một cái màu xám ok chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Hiền Lê 239.000 một cái màu hồng nha. Rồi ok Nguyễn Hòa 161 hồng ok luôn này. 639k giảm còn 139k chỉ áp dụng trong những giây phút đầu tiên của livestream này và áp dụng cho những chị em chia sẻ đủ 5 lần trở lên nha. 56 cân chị mặc size XL cho em này. Rồi ok chị Hưởng 239.000 một cái màu rêu ok chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Tạo Nguyễn 239.000 một cái màu hồng của chị luôn này. Rồi ok chị Luận Nguyễn 239.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Rồi lên đơn cho chị Nguyễn Hòa luôn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Và có rất là nhiều chị đang đặt hàng cho mẫu này ở bên em mà em không thể đọc tên tất cả các chị lên được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần trở lên thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. 54 cân chị mặc vừa size L cho em nha chị ơi. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần và các hội nhóm công khai cho em đi ạ. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị Thành Đạt 239.000 một cái màu xám của chị ok. Mẫu sẽ thử sang màu xám cho các chị xem này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. Phao đây là phao lì, bên trong có một lớp lót lụa mềm mịn cho các chị nha. Bên trong có lớp lót lụa mềm mịn cho các chị cực kỳ đẹp luôn này. Và có thêm có mũ lông ở đằng sau cho các chị. Các chị có thể tháo rời cái mũ lông này cho em nha. Thiết kế túi ở hai bên để tiền để điện thoại đều rất là tiện, có khóa này. Và thiết kế khóa như thế này kèm thêm bông cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok Trúc Trần 239.000 một cái màu xám cho chị này. Rồi ok cho chị Lục Nguyễn 239.000 một cái màu xanh ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em ạ. 2-3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em đi nha. Rồi ok Thành Đạt 239.000 một cái màu hồng của chị ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok Thế Việt 239.000 một cái màu xám ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok Hồ Ngọc Hà này 239.000 một cái màu xám ok này. Hàng đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Mẫu sẽ mặc thử cái màu xám lên cho các chị xem đây, rất là xinh này. Màu xám đang là màu rất là hot ở bên em nha. Có size 2XL nha chị Cúc Bùi, 65 cân quay đầu luôn nha. Chị 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Mẫu em mặc lên đây là tông màu xám cho các chị này. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok chị Lục Bình 239.000 một cái màu xám của chị ok nhá. Rồi ok cho chị Thiện Nguyễn 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. Rồi ok cho chị Nhữ Tưởng 239.000 một cái màu hồng ok nhá. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần và các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em nhá. Mỗi mặc lên đấy là tông màu xám cho các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung luôn này. Hàng đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa nhá.
239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhé. Có màu xám này, có thêm màu hồng cho các chị lựa chọn này. Và cuối cùng đây là màu xanh rêu, quá là đẹp cho các chị luôn nha. 3 tông màu và đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Rồi ok, Bích Hoàng 239.000 một cái màu màu hồng của chị ok luôn nha. Luân Nguyễn 239.000 một cái màu xám ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay giúp em nhé. Áo phao này chất liệu cực kỳ mềm mịn nha, và rất là nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái luôn này. Rồi ok, Xuân Hoàng 239.000 một cái màu rêu của chị luôn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần và các hội nhóm công khai cho em. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công luôn nha. Rồi ok, chị Lợi Nguyễn 239.000 một cái màu xám của chị ok chị này. 57 cân chị mặc size XL cho em nha chị Dung Nguyễn ơi. Rồi ok, chị Đằng Đảm 239.000 một cái màu rêu của chị ok này. Rồi ok, Thuật Nguyễn 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và lưu ý là kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên và các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình nha. Rồi ok, Cúc Bùi một cái màu hồng size 2XL này. Các chị phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream bởi vì đây là em xả và mức giá ưu đãi và chỉ trong 10 phút đầu tiên mới có mức giá như vậy thôi, nên chị em nào ưng, chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi ok, chị Khởi Khởi 239.000 một cái màu xanh rêu của chị nha. Màu xám này màu quá là hot cho các chị luôn này. Các chị có thể tháo rời mũ này cho em nha. Tháo rời mũ này cho em hoặc để mũ đội đều đẹp luôn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần và các hội nhóm công khai cho em nhá. Rồi ok, chị Triệu Lục 239.000 một cái màu xanh rêu ok này. Rồi ok, chị Tế Công 239.000 một cái màu hồng ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Thiết kế túi ở hai bên để tiền để điện thoại này. Có khóa cho các chị nha, tránh việc rơi rớt này. Hai bên của nó có kèm thêm khóa như thế này cho các chị nha, mặc lên dáng rất là nổi này. Rồi ok nha chị Bé Còi Hóm Hình 239.000 một cái màu hồng ok luôn nha. Luân Nguyễn 239.000 một cái màu xám ok luôn này. Rồi ok nha chị Thành Hoàng 239.000 một cái màu hồng Hàn Quốc ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên mức giá thành công với chỉ có mức giá là 239.000 nha. Rồi ok, chị Hội Hoàn 239.000 một cái màu xanh của chị ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai và tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 239.000 này. Rồi ok, chị Thái Tuấn 239.000 một cái màu xanh ok chị luôn nha. Rồi ok, chị Trai Thành Nam 239.000 một cái màu hồng ok chị luôn này. Rồi ok, chị Ngọc Thảo 239.000 một cái màu xám ok chị nha. Hà Sushi 239.000 một cái màu rêu ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần và các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em, đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Chất liệu này là phao lì nha các chị em, bên trong là lớp lót lụa rất là mềm mịn cho các chị mặc lên thì cực kỳ thoải mái luôn này. Bên trong là lớp lót lụa rất là mềm mịn cho các chị nha, đằng sau có mu nông cho các chị có thể tháo rời luôn cho em này. 65 cân thì mặc size 2XL cho em nha. Ok, Bé Kẹo Kéo một cái màu xám ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại, hàng xả, đây là chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có đơn hàng nha. Rồi ok chị à, Thạch Thành 239.000 một cái màu rêu ok chị luôn này. Rồi ok chị à, Hoàng Liễu 239.000 một cái màu hồng ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Rồi ok cho chị Bích Trần 239.000 một cái màu xám này. Hương Nắng 239.000 một cái màu xanh rêu ok, 56 cân mặc vừa size XL cho em nha. Mỗi em mặc lên đây là một tông màu xanh rêu, quá trẻ quá đẹp cho các chị này. Thiết kế có mũ cho các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Chia sẻ cho em 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok chị Nhân Nhân 239.000 một cái màu hồng ok luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2-3 lần và các hội nhóm công khai cho em này. Rồi ok chị Thì Hồi Họp 239.000 một cái màu xám của chị ok nha. 50 cân mặc vừa size M cho em nha. Phải chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, chị Thắm Lâm một cái 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại này. Rồi ok, chị Bé Kẹo Kéo đã có đơn hàng rồi, 47 cân mặc size M nha. Chị Lan Trang 63 cân mặc size 2XL cho em này. Rồi ok, chị được 239.000 một cái màu xám ok này. 70 cân không vừa nha chị ơi, 40 cân đến 65 cân quay vào đầu mặc vừa này.
hàng đủ size đủ số, 3 tông màu cho các chị lựa chọn nha. Màu rêu có thêm màu hồng Hàn Quốc và có thêm màu xám nha các chị này. Rồi ok, chị Quế Trần 239.000 một cái màu xám ok luôn này. Trúc Lý 239.000 một cái màu xanh ok luôn nha. Rồi ok, chị Duẩn Dương 239.000 một cái màu màu xám của chị ok chị luôn này. 57 cân chị mà size XL cho em nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Chia sẻ 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Ngắm màu rêu này cho em này, quá là sang, quá là trẻ trung này. Không bao giờ lỗi mốt luôn cho em cái mẫu màu rêu này nha. Có thêm màu hồng Hàn Quốc thì quá là trẻ trung rồi, và cuối cùng là màu xám rất là hot năm nay cho các chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Hà Thắm 239.000 một cái màu hồng ok chị luôn nha. Rồi ok, Thu Thủy 239.000 một cái màu xanh rêu ok chị này. Rồi chị Ánh Nguyệt này lấy màu trắng hay màu kem? Đây không phải màu trắng hay màu kem mà đây là màu hồng nha. Và đây là màu xám này, màu xám nha, có thêm màu hồng và có thêm màu mẫu em đang mặc là màu rêu này. Rồi ok chị Trần Đoàn Đoàn 239.000 một cái màu hồng của chị ok luôn này. Rồi ok, Nguyệt Minh Vương 239.000 một cái màu rêu ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 239.000 nha. Thiết kế mũ này có, thiết kế có mũ cho các chị này, kèm theo nông nha, độ lên rất là trẻ trung luôn, các chị có thể tháo rời mũ luôn cho em ạ. Rồi ok, mua đầu mùa một cái màu hồng size XL ok luôn nha. Đặng Nhàn 239.000 một cái màu hồng ok chị, 47 cân mặc vừa size M này. Rồi ok, Tuế Tuế 239.000 một cái màu xám ok chị, lên đơn hàng thành công của chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 239.000 nha. Chia sẻ giúp em livestream này 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai này, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị ạ. Rồi chị Tâm Lương lấy một áo màu xanh rêu để lại số điện thoại cho em nha. Rồi ok, Hữu Khải 239.000 một cái màu hồng ok luôn nha. Rồi ok, Nhâm Trần 239.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok, chị Tuệ Mẫn 239.000 một cái màu rêu ok chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công luôn nha. Rồi ok, Lý này 239.000 một cái màu xanh rêu ok chị nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị Lý Nguyễn này 239.000 một cái màu hồng ok này. Rồi Huế Nguyễn 239.000 một cái màu hồng ok chị luôn nha. Mẫu sẽ thử lại cái tông màu hồng cho các chị xem này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị Triệu Lục 239.000 một cái màu xám của chị lên đơn hàng thành công này. Quá đẹp, quá rẻ luôn nha. Xám này thì các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung này, mặc lên thì siêu nhẹ cho các chị luôn ạ. Rồi ok chị hỏi làm gì 239.000 một cái màu hồng ok luôn nha. Rồi ok, Tạ Nguyễn 239.000 một cái màu xám ok luôn này. Thành Hồng 239.000 một cái màu rêu ok nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công luôn nha. Rồi ok chị Phôi Pha 239.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại. Chị Huệ Nguyễn có đơn hàng rồi nha chị ơi. 57 cân chị mặc size XL cho em ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai cho em nha. Rồi ok chị cho chị dạo đàm này 239.000 màu hồng ok nha. 65 cân mặc size 2XL cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại, có size cho người từ 40 cân đến 65 cân đều có size số quay đầu mặc vừa nha. Quá là đẹp luôn này. Rồi ok chị Nhật Lê này 249.000 một cái màu hồng ok chị luôn này. Rồi ok chị Bảo Ngọc 239.000 một cái màu đen ok luôn nha. Rồi ok chị Elizu Nguyễn này 239.000 một cái màu xanh rêu ok, 42 cân mặc vừa size này. Trần Vân là 239.000 nha chị ơi. Quá rẻ, quá đẹp, quá sang, quá xinh. Mua cho mình, mua cho con gái mình cũng rất là đẹp luôn này. 239k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. 45 cân thì mặc vừa size cho em nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa này. Rồi ok Thực Nguyễn 239.000 một cái màu hồng ok chị luôn nha. Rồi ok chị
Tam thanh 239.000 một cái màu xám, ok luôn này. Rồi ok, tứ trúc 239.000 một cái màu đen, ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai, ok. Chị Tâm Nương này, chị Ròm Đào 49 cân mọc và size M cho em nha. Hàng có size cho người từ 40 cân này, từ 40 cân đến 65 cân đều có size số mọc vừa luôn nha. Rồi ok, chị Huyết, chị Huyết Mạch 239.000 một cái màu trắng, ok chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Còn mấy phút cuối cùng nữa thôi, em bán với mức giá 239.000, gọi là xả lỗ này, xả lỗ nha, tri ân khách hàng bán tặng với giá ưu đãi cho các chị thôi. Còn 10 phút nữa thôi nên chị em nào ưng, chị em nào hot thì đến nhanh này, để chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. Rồi ok, chị Quý Phạm 239.000 một cái màu xám, ok chị này. Rồi chị Phương Luôn 63 cân màu đen, để lại số điện thoại 2XL, để lại số điện thoại cho em nha. Rồi ok, lên đây chị Đỗ Thị Hà cái hồng Hàn Quốc này. Rồi ok, chị bé keo này, rồi xong màu xanh rêu, ok luôn nha. Màu người mẫu đang mặc là màu hồng nha, có thêm đấy là màu xám này và có thêm là màu xanh rêu này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 239.000 nha. 239.000, ok Dung Phương 239.000 này. Nấy màu gì để lại màu cho em, 48 cân mà vừa size M luôn nha. Rồi ok Dung Nguyễn 65 cân mà vừa size 2L lấy màu xám, ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai cho em nha. Rồi ok, Phù Thủy 239.000 một cái màu vàng bò, ok chị nó này. Rồi ok, chị Nhật Lê 239.000 một cái màu xám, ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn ạ. Rất là đẹp luôn cho các chị luôn nha. Nào chị là lấy chốt nhanh chốt lẹ cho em này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại này, kèm chia sẻ cho em nha. Chị Lan Trần đã nhận được điện thoại bên em chưa? Nhận rồi, là bên em gửi hàng rồi thì không đổi sang được nha chị ơi. Có màu hồng này, có thêm màu xám và có thêm màu xanh rêu nữa, các chị luôn ăn chọn luôn nha. Rồi ok, Trúc Sinh 239.000 một cái màu xám, ok chị luôn này. Rồi ok, chị Thạch Thành 239.000 một cái màu. Chị nào lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái tông màu rêu cho các chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Có size cho người từ 40 cân nha, 40 cân đến 65 cân màu vừa. Không có màu đen nha chị ơi, chỉ có 3 màu em giới thiệu thôi. Đấy là màu rêu này, có thêm màu cam này. Màu rêu có thêm màu cam và có thêm màu hồng cho các chị nha. Rồi chị Hà Lưu này lấy màu hồng, để lại số điện thoại cho em đi nha. Chị Hà Lưu để lại số điện thoại, ok. Chị Nguyễn Thị Lan 239.000 màu xám, ok này. Chị Dung Phương lấy màu xanh rêu, để lại số điện thoại cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại nha. Có màu xám này, có thêm màu xanh rêu và có thêm màu hồng cho các chị nha. Màu nào mặc nên cũng đổi, màu nào mặc nên cũng rất là đẹp cho các chị luôn. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Chất liệu của nó này, phao này là phao lì nha các chị em. Chất liệu phao là phao lì này. Chị Bảo Ngọc ơi, không có màu đen nha. Màu mẫu em đang mặc lên là màu xanh rêu nha. Màu mẫu em đang mặc là màu xanh rêu này. Bên trong của nó có lớp lót lụa rất là mềm mịn cho các chị mặc lên, cực kỳ thoải mái. Đằng sau có mũ nha. Đằng sau có mũ cho các chị mặc lên này. Hàng có size cho người từ 40 cân nha, 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. 239k kèm màu, kèm số điện thoại này. Rồi ok, Lưu Thu Hằng một cái màu hồng đã chia sẻ, ok này. Em sẽ có hệ thống check xem những chị em nào chia sẻ thì sẽ có đơn hàng nha. Chị em nào không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy ở tại hệ thống luôn này. Mỗi mặc lên đấy là tông màu rêu này, có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc. Và cuối cùng là màu xám rất là hot hit cho các chị xem nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, chị Thành Lập 239.000 một cái màu hồng, ok luôn nha. Rồi ok, Tế Công 239.000 một cái màu xanh, ok luôn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình nha. Rồi ok, Hậu Lưu lên đơn hàng cho chị này. Rồi ok, chị Lan Trang ơi, chị đã nhận được điện thoại của bên em chưa? Có size nha chị ơi, hàng này có size cho người từ 40 cân đến 65 cân, có size màu vừa này. Hàng này có đủ size cho các chị nên các chị yên tâm nha. Thiết kế mũ là mũ có lông cho các chị này. Rồi Lưu Thu Hằng lấy màu hồng, để lại số điện thoại rồi nha, ok chị này. Có ship nha, ship 30.000 toàn quốc. Bên em ship toàn 30.000 toàn quốc, tất cả đều đồng giá rồi nha các chị em. Rồi ok, Lưu Trang Lưu này 239.000 một cái màu xanh rêu, ok luôn này.
Rồi ok Quế Thành này, 239.000 một cái màu xám để lại số điện thoại này. Rồi ok Mai Linh để lại số điện thoại cho em đi ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 239.000 nha. Rồi ok chị size lớn nhất là size 2XL nha chị Hương Violet ơi. Size lớn nhất là size 2XL cho người từ 40 đến 65 cân thì đều có size số mặc vừa này. 40 đến 65 cân thì đều có size số mặc vừa luôn nha. Rồi ok Thuận Trương 239.000 một cái màu xám ok chị nha. 219k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Hữu Đặng 239.000 một cái màu hồng ok chị luôn nha. 56 cân thì chị mặc vừa size XL cho em này. Rồi ok chị Quán Thì Quán 239.000 một cái màu hồng ok luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Màu hồng này có thêm màu vàng và cuối cùng là màu xám nha. Màu nào mặc lên cũng nổi cũng trẻ trung nha. Chị đã lấy chốt nhanh chốt lại tại livestream em không có nhiều này. Đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu là vừa nha. Rồi chị Thu Hiền lấy mẫu áo đang mặc để lại số điện thoại cho em. Mẫu đang mặc là màu rêu nha. Mỗi mặc màu rêu này có thêm màu hồng Hàn Quốc cho các chị lựa chọn này. Có thêm màu này là màu xanh ngọc cho các chị nha. Đủ size cho chị em nào. Rồi ok chị Thanh Thúy một cái màu xanh rêu ok 65 cân mặc size 2XL cho em này. Mẫu đang mặc là màu rêu nha chị ơi. 239k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Chị Lưu Thu Hằng màu xám ok chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. 239k màu hồng, 239k màu rêu và có thêm 239k màu xám nha. Chốt nhanh chốt lẻ tại livestream này cho em này. Hàng xả nên là các chị chốt nhanh thì số lượng ở bên em rất là có hạn luôn nha. Nên là các chị phải chốt nhanh cho em này, mặc lên thì siêu nhẹ luôn nha. 239.000 nha chị ơi. Chị Thu Hiền này lấy màu rêu để lại số điện thoại cho em này, không có màu đen nha chị ơi. Rồi chị Lợi Hoàng lấy màu hồng để lại số điện thoại đi ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công luôn nha. Rồi ok Quế Doãn 239.000 một cái màu hồng của chị ok này. Không có màu đen nha chị ơi, có màu rêu như mỗi năm mặc thôi. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử lại cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị xem này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Chất liệu phao lì này thì các chị mặc lên cực kỳ mềm mịn luôn nha. Bên trong là lớp lót lụa cho các chị mặc lên rất là thoải mái luôn này. Rồi ok chị Tế Trần 239.000 một cái màu hồng ok luôn nha. Rồi ok Thuận Lê 239.000 một cái màu xám ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Huệ Nguyễn Văn 239.000 một cái màu xám ok này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị không có màu cam nha, không có màu rêu. Không có. Rồi ok chị Mai Linh lấy màu rêu để lại số điện thoại cho em này. Chị Lê Hạnh lấy màu rêu để lại số điện thoại cho em nha. Chị Lưu Thu Hằng lấy màu rêu màu hồng để lại số điện thoại đi ạ. Rồi ok Dịu Thảo Nguyên này 239.000 màu hồng lên đơn hàng cho chị này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. 40 cân đến 75 đến 65 cân đều có size số mặc vừa này. Hàng có size cho người từ 40 đến 65 cân nha. Mẫu em mặc lên đấy là tông màu hồng cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu và cuối cùng đây là tông màu xám nha. Rồi ok Oanh Hoàng một cái hồng một cái xám ok này. Nguyễn Thu Hoài một cái hồng ok luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Chốt nhanh chốt lẹ còn mấy phút cuối cùng nữa thôi nha. Còn mấy phút cuối cùng nữa thôi em chốt nhanh với mức giá 239.000. Chị em nào yêu thích thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Lưu Thu Hằng lên đơn hàng cho chị nha. Nếu chị em nào chúng ta đã có đơn hàng rồi nhanh tay ra chia sẻ cho em này. Và có rất là nhiều chị đang đặt hàng cho mẫu này ở bên em mà em không hề đọc tên tất cả các chị lên được thì các chị cứ comment đúng cú pháp là 239 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đủ 5 lần là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Bảo Ngọc 239.000 màu hồng ok luôn này. Rồi ok Tân Tế Tử 239.000 một cái màu xám ok luôn nha. Rồi ok Triệu Thạch Thành 239.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok chị Lê Hạnh lên đơn hàng cho chị nha. Vừa có size vừa có số cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái luôn nha. Tông này thì các chị em nào cũng có thể mặc lên cho em nha. Có màu xám này, có thêm màu hồng như mỗi năm mặc và có thêm màu xanh rêu nha. Rồi ok chị Mai Linh một cái màu hồng lên đơn hàng cho chị luôn này. Rồi ok Quế Đản 239.000 một cái màu xám luôn nha. Rồi ok Thanh Hiền Lê 239.000 một cái màu rêu ok này.
239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần nha, giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Rồi ok chị bé Vịnh, 239.000 một cái màu xanh rêu này, 65 cân mà size 2L, 552 cân thì mặc vừa size L cho em nha. 48 cân chị Mai Linh mặc vừa size M này. Rồi ok, Quế Trần Hiệp 239.000 một cái màu hồng, ok chị luôn nha. 70 cân không vừa nha chị ơi. Rồi ok chị Thanh Hoài Đặng này, 239.000 một cái màu màu hồng Hàn Quốc, ok chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá là 239.000 này. Rồi ok chị Triệu Hiểu, 239.000 một cái màu, một cái màu xám, ok này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Rồi ok chị Nhị Hào này, 239.000 một cái màu hồng, ok luôn này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. 239.000 màu đỏ đô, 239.000 màu xanh, đấy đâu là mình nhiều. Đấy là trên ở lấy thì comment nhanh cho em nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em này. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi ok chị hai vịt hiền này, 239.000 màu đen, không có màu đen chị ơi, đây là màu rêu nha. Đây là màu xanh rêu này, có thêm màu hồng Hàn Quốc và có thêm màu này là màu xám này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Em cũng chỉ nhận 3 đơn hàng, 3 số điện thoại cuối cùng nữa thôi. Hàng này hàng bên em xả bán mức giá ưu đãi nên em bán với số lượng rất là ít nha. Hàng đủ size đủ số này. Rồi ok, mẫu quay đằng sau cho các chị xem nhá. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi mầm sau đây rất là đẹp luôn cho các chị này, 239.000 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em này. Dáng này mặc lên cực kỳ chuẩn luôn nha. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu xám này cho các chị xem này. Hàng có đủ size cho các chị nên là các chị cứ yên tâm ra chia sẻ cho em nha. Rồi ok, hai vịt hiền một cái, không có màu đen nha chị ơi, có màu xám, màu hồng và màu xanh rêu nha. Không có màu đen nên không chốt màu đen cho em này. Rồi ok chị Tuệ Tĩnh này, 239.000 một cái màu hồng, ok luôn này. Rồi ok chị Vương, 239.000 một cái màu xám, ok luôn nha. Lục Bình Trôi, 239.000 một cái màu hồng, ok này. K kèm màu, kèm số điện thoại nha. Rồi ok chị Thương Huyền lên đơn hàng cho chị một cái màu hồng này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công luôn nha. Rồi ok chị Tiểu Vi này, 239.000 một cái màu hồng của chị cửa hồng Hàn Quốc, gì quá là sang rồi này. Rồi ok Kim Tuyến, 239.000 một cái màu rêu nha. Còn chị em là lấy chốt nhanh chốt lẹ đi, em sắp hết rồi. Em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nha. Rồi ok chị Thướng Hoàng này, 239.000 một cái màu hồng của chị, ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Bạc Liêu, 239.000 một cái màu hồng của chị luôn nha. Rồi ok chị Thanh Hà Phạm, 239.000 một cái màu xám, ok này. Rồi ok hai vịt hiền, 239.000 một cái màu xám, ok nha. Rồi ok chị Vân Hoàng Thị, 239.000 một cái màu xanh rêu, ok luôn này. Rồi ok Lý Nam Hoàng, 239.000 một cái màu hồng, ok nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Đúng rồi, màu nào cũng đẹp nha chị ơi, chốt nhanh chốt lại tại livestream này. Ok Nguyễn Thúy, 239.000 màu hồng size M, ok luôn này. Rồi ok chị Bạch Cúc Trần, 239.000 một cái màu xanh rêu. Nào em chỉ còn 1 phút cuối cùng nha. 1 phút cuối cùng và nhận hai số điện thoại cuối cùng, nên còn chị em nào chốt nhanh chốt lại tại livestream này cho em. Em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nha. Rồi ok chị Đam San này, 239.000 một cái màu rêu của chị luôn này. Rồi ok chị Từ Nam, 239.000 một cái màu 239.000 một cái màu rêu, ok luôn nha. 239k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Triệu Vi, 239.000 một cái màu hồng của chị, ok này. Loan Nguyễn, 239.000 một cái màu xanh rêu, ok nha. Chị em là lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream, em chỉ còn mấy đơn hàng nữa thôi. Còn mấy đơn hàng chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi ok chị Triệu Yến Tử nha, 239.000 một cái màu hồng của chị này. 239k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân nha. Từ 40 cân đến
65 cân quay đầu đều có sai mà vừa. Còn 1 phút cuối cùng em nhận 3 số điện thoại nữa thôi ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại này. Rồi ok, Miu Đặng 239.000 một cái màu hồng, ok chị nha. Rồi Đỗ Trung lấy màu gì đây chị ơi, lấy màu gì comment màu cho em này. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Không chia sẻ thì đơn hàng sẽ tự hủy luôn nha. Quá là đẹp luôn, hàng đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Rồi ok chị Liễu Nguyễn 239.000 một cái màu hồng của chị luôn nha. 239k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok, Oanh Anh Ông Mẹo 239.000 một cái màu hồng nha. Rồi 1 phút cuối cùng nào, 1 phút cuối cùng nhận 1 phút cuối cùng và nhận 2 số điện thoại cuối cùng nữa này. Em xin kết thúc livestream luôn nha. Rồi ok chị Tuệ Tĩnh này 239.000 một cái màu hồng, ok nha. Rồi Nguyễn Thúy 239.000 một cái màu hồng, ok chị này. Size M, ok nha. Nào còn chị em nào ưng, chị em nào thích nữa chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này để cho em xin kết thúc livestream tại đây đi ạ. 239k kèm màu kèm số điện thoại và chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em để đơn hàng được của mình được lên đơn hàng thành công nha. Không chia sẻ đơn hàng của mình sẽ tự hủy cho em này. Rồi Vũ Lan 65 cân mặc size 2XL cho em này. Còn chị em nào lấy nó không thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. Chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công nhá. Màu xám, màu hồng và màu xanh rêu cho các chị nha. Rồi bây giờ bên em xin kết thúc livestream này tại đây nhá. Được nha chị Bảo Ngọc ơi. Rồi ok chị Trung Hoàng, bên em ship toàn quốc là 30.000 nha chị ơi.